Kết phiên ngày 12 tháng 6, thanh khoản 23.268 tỷ vượt mốc 1.300 điểm ghi tăng đến 15,78 điểm cho phiên ngày hôm nay. Đúng không? Đấy, thị, thị, trường đang phân hóa rất là tốt cũng như là dòng tiền hút về những cái cổ phiếu dẫn dắt như dòng banh chẳng hạn. Dòng banh mà dẫn dắt thị trường thì rất là uy tín. Đúng không? Ngoài ra và có sự tương đối đồng thuận khi cả dòng chứng khoán này, dòng bất động sản cũng tăng giá khá là tốt. Nhiều cổ phiếu bứt nền. Đúng không? Đấy thì uh, chia sẻ với mọi người video ngày hôm qua hay là những cái video hôm cuối tuần ấy. Quan điểm rõ ràng là thị trường xu hướng tích cực và đi lên đúng không? Vượt mốc 1.300 trong tuần này Đấy thì hôm nay vượt mốc 1.300 rồi không? Chia sẻ với mọi người rõ ràng quan điểm mà. Các bạn thích các bạn có thể xem lại video hôm cuối tuần Cho cả mọi người rất là nhiều điểm mua hay là video ngày hôm qua cũng vậy đúng không? Hay trong nhóm từ sáng sớm bảo mọi người là, là VNX đang vẫn giữ được xu hướng tích cực đúng không? Trong biên tích lũy kỳ vọng sẽ có dòng dẫn, dẫn mới như là dòng trứng hoặc banh đúng không? Thị trường thế giới thì đang diễn biến rất là tích cực Rủi ro nhất là chỉ ở cuối ngoại ba dòng nhiều thôi Đấy Châu Âu và một số nước châu Mỹ đã hạ lãi suất rồi Đấy Khi mà các nước uh, Châu Âu hoặc là châu Mỹ hạ lãi suất Thì nhiều khả năng là Mỹ cũng sắp tới Nhiều khả năng cũng sẽ hạ lãi suất thôi Đúng không? Thì nếu không trong tháng 7 Thì sang tháng 9 Đúng không? Mà khi mà hạ, lã, hạ lãi suất Thì nhiều khả năng là dòng bất động sản uh, Sẽ tăng rất là tốt đấy, nhá, Thì cái tôi chia sẻ với mọi người là dòng bất động sản khả năng nó chạy tầm tháng 7 tháng 8 là rất là hợp lý Đấy thì những dòng này đang là dòng kênh dưới. Cho giai đoạn này các bạn có thể đầu tư những cái cổ phiếu kênh trên trước đã. Đối với dòng bất động sản thì có thể quay lại sau nhá. Kiểu gì sóng bất động sản hôm nay cũng cũng có nhưng mà vào tầm tháng 7 tháng 8 ấy, khi đó là những cái vấn đề yếu tố về lãi suất hay là những cái thông tin tích cực đấy. Bảo mọi người lo lắng mạng anh nào thì mọi người hỏi ấy khả năng đánh giống giai đoạn tháng 10 năm 2021 hôm qua chia sẻ mọi người rồi đúng không? Video hôm qua chia sẻ. Mọi người Vinix là khả năng đánh giống giai đoạn tháng 10 năm 2021. Đây giai đoạn này. Đó. Đây giai đoạn này. Giai đoạn này là cứ tích lũy thôi. Đấy, tích lũy con phiên cũng bán mạnh nha các bạn nhìn rất là giống đúng không? Rất là giống và bán mạnh đấy. cho test 10 10, Thậm chí hôm nay video em uh, phiên ngày hôm nay còn đẹp hơn cả cái giai đoạn tháng 10 cơ. Đúng không? Đấy giai đoạn này thì tích rất là chặt nó tích thậm chí là 2-3 tuần 2-3 tuần rồi bắt đầu test 10 và có phiên bùng nổ theo ra Đấy, khối lượng bán cũng lớn nhé mọi người nhé đây đang tích lũy này tự dưng khối lượng bán rất là lớn Đấy, phiên ngày 20 tháng 10 cũng bán tương đối này Đấy, 21 tháng 10 11 năm 2021 cũng bán tương đối Đấy, test 20 xong rồi đảo chiều cái form này thì tương đối đẹp bởi vì là test cung đảo chiều và bùng nổ luôn Đấy, thì nó tương đối đẹp và và các bạn nhìn cái form như này giống y của VBank đó, như Vbank, Vbank hôm qua cũng chia sẻ mọi người đúng không? Test cung đảo chiều khối lượng lớn. Đấy, bứt phá vào chen luôn hôm nay tăng đến gần 6%, gần trần. Đấy. thì thì kỳ vọng như vậy thôi. Bởi vì hôm qua chia sẻ mọi người nó vẫn đánh trên mười đúng không? Đã tích lũy rất chặt và đúng cái cái kịch bản tôi chia sẻ mọi người là cái tích lũy nha. Tích càng chặt càng tốt. xong đến khi mà test mấy mươi bùng nổ lên thì rất tốt. Hôm nay thì uh, tăng điểm thì uh, biên thì đạt nhưng mà khối lượng không được đạt cho lắm. Nếu mà khối lượng hôm nay mà khoảng tầm Uh, một 1 tỷ cổ phiếu thì đẹp đúng Hôm nay có thanh khoản khối lượng có hơn 769 triệu cổ phiếu giao dịch trong ngày hôm nay thôi. Đấy, hôm nay là tầm 1 tỷ cổ phiếu thì đẹp. Đấy thì, thì nó sẽ break thành công Đấy. Còn uh, xét về chat giờ, chat ngày thì cũng đang rất là ổn, không có vấn đề gì. Ít nhất là tôi đánh giá là ổn trong khoảng tầm một uh, một thời gian khoảng tầm 1 2 tuần đó thì với form như này, này thì với cái biểu hiện dòng tiền hút về dòng banh thì tôi nghĩ là khá an toàn đúng không? Các bạn có thể tiếp tục làm giữ cổ phiếu Lo lắng mã nào các bạn cứ hỏi bình bình luận phía dưới nha video ngày hôm qua là các bạn có hỏi Có giữ mã lọ mã kia không tôi bảo mọi người giữ hết mà Quan điểm rõ ràng đúng không? Mỗi người một quan điểm cá nhân trên thị trường này mỗi người một quan điểm đúng không? Mỗi người một quan điểm Ông thì bảo lên, ông thì bảo xuống, ông thì bảo là đi ngang, ông thì bảo nhưng mà tôi quan điểm rõ ràng là xu hướng tích cực và các bạn cứ thể tiếp tục làm giữ ngay trong nhóm đó, bảo mọi người lo lắng mãi nào cứ hỏi không có vấn đề gì cả đấy mbb thì thì hôm trước tôi cho mọi người mua thì hôm nay hàng về lãi đúng không đấy mua lãi là tốt mbb nhá ờ, riêng về mbb ấy, thì um, mbb thì cái form này thì tôi cũng đánh tương đối nhiều lần rồi với cái form kiểu như này thì thường là có khả năng nhé có khả năng về lại vùng đỉnh cũ đấy về lại vùng 25 nhá có khả năng về lại vùng 25 thậm chí là vượt qua cả vùng 25 cơ Form này thì tôi đánh tương đối nhiều lần cho nên tôi khuyến nghị mọi người à, có dấu biểu hiện của dòng tiền nó vào bứt qua 10, 10 Hôm nay lại có phiên dòng tiền cũng tốt, MBB hôm nay dòng tiền tương đối tương đối tốt. Đấy, hơn 25 triệu cổ phiếu giao dịch ngày hôm nay, ngày mai biết đâu lại bùng nổ tiếp, tăng tiếp để vượt qua cái vùng mấy đỏ này. Với form này đánh tương đối nhiều thường là nó sẽ về được cái vùng đỉnh cũ nhé à, tạo đáy một đáy hai đáy ba nâng đáy rồi vượt qua mấy mươi bollinger bò lại và đang mở bên tăng rồi Nhá. đấy Chát giờ cũng đang rất là đẹp. Chát giờ, chát ngày, chát tuần xem nào. Chát tuần cũng đẹp, đúng không? Chát tuần vượt mươi tuần này, đấy, vượt mươi tuần. À, chát tuần thì các bạn nhìn rõ hơn là đáy một này, đáy hai đúng không? Đấy, bắt đầu vượt qua thì rất là đẹp. Thường là có xu hướng về định lại, định vùng đỉnh cũ. Đấy, MACD thì nó phải tạo phân kỳ âm cơ. Đấy, các bạn nhìn chát tuần này. Đấy, MACD một một đỉnh đó. Nó kéo lên, đấy, nó vòng vòng lên, nó, nó tạo phân kỳ âm thì bắt đầu mới chết cơ. Đấy, thường là như vậy, nhá và quan trọng nhất là các bạn thấy không có những cái phiên gọi là vôn phân phối chắc tháng nó vẫn đang xu hướng uptrend nhá Đấy thì em về mặt mbb là như vậy em ừ. bị dòng đối với dòng banh dạng này tôi chỉ thấy ví dụ như kiểu vì banh hay bd thì nó form yếu thôi chứ còn đa số là ví dụ như kiểu msb cũng phá chen rồi đúng không mbb Vbank phá chen hết rồi cho nên là tôi đánh giá là dòng banh cũng hoàn toàn có thể là những cái dòng hút tiền để kéo thị trường lên những cái vùng cao mới như dự kiến với mọi người từ đầu năm rồi là VNX sẽ lên vùng 1.300 là chuyện rất bình thường, đúng không? Và sóng bất động sản nhiều khả năng là chạy tháng 7 tháng 8 đấy, bởi cái giai đoạn đó có thể là hại lãi suất các thứ, đúng không? Phép hạ lãi suất thì khi mà cái những cái vấn đề về lãi suất thì, thì dòng bất động sản thường rất là nhạy, nhá Dòng thép thì báo cáo tài chính quý 1 rất là đẹp rồi, thì tôi chia sẻ với mọi người là các bạn cứ cầm dòng thép, Chả biết gì phải sợ kìa. Dòng thép báo cáo tài chính quý 1 nó đã đẹp như vậy rồi, xét về mặt cơ bản và phân tích kỹ thuật thì dòng thép quý 2, quý 3 thường là còn tốt hơn nữa đấy cho nên trong dòng thép đó là những cái cổ phiếu hoàn toàn có thể vượt đỉnh như à, trung hạn ví dụ như kiểu hoa sen đã vượt rồi break thành công rồi đúng không đấy à phân tích thị trường thế giới một chút thị trường thế giới thì đang diễn biến khá là tích cực đúng không dow jones nasdaq thì liên tục vượt đỉnh đấy, nasdaq nhé nasdaq và sp 500 liên tục vượt đỉnh đúng không à, nasdaq là chỉ số công nghệ thì này sóng công nghệ mà fpt hôm qua chia sẻ mọi người đúng không hoàn toàn có thể lên những cái vùng rất là cao thậm chí là À uh, on cuối tuần tôi bảo mọi người là uh, điểm bán dòng công nghệ đấy, đúng không? Thì tôi bảo mọi người là tầm 10, quý 3 quý 4 mới kết thúc cái sóng công nghệ cơ. Bởi vì cho nhà đầu tư FOMO thì xong rồi xảy ra cái vấn đề bong bóng .com đấy. Lần 2 đấy tôi có bảo là định uh, thuật thuật ngữ gọi bong bóng .com lần 2 đấy. Thì thì uh, quý 3 quý 4 cơ. Nhưng còn bây giờ dòng công nghệ tôi nghĩ là vẫn là rất là ổn, đặc biệt là FPT đang hút tiền rất mạnh, đúng không? FPT hôm nay tăng có những thời điểm gần trần thị trường châu Âu đã diễn ra sắc xanh đó. khối ngoại đó. khối ngoại tiếp tục bán dòng hơn 588 tỷ tự doanh cũng bán dòng hơn 365 tỷ Ok đi sau vào vấn tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhớ like nhé like cho vui đấy viên thì bây giờ là đạt rồi đó nách đạt rồi nến lủng các thứ rất là đẹp nến cũng đẹp này có mỗi vô là không đạt thôi đó mỗi vô là không đạt thôi đấy trái tuần thì tuần này là tuần vượt mà đúng không Nói chung là thị trường vẫn đang phân hóa quan trọng các bạn đầu tư cổ phiếu nào thôi nhá. Đấy. Ok đi vào phân tích dòng banh đi nhá, VBank hôm qua chia sẻ mọi người con ra này hôm qua có phiên cung đảo chiều đúng không? vượt máy 10 dòng tiền lớn vào. Đấy, thì hôm nay cũng lổ luôn. VBank bứt quá hết tất cả các cái vùng uh, kháng cự đấy. Nó như kiểu STB ấy mọi người. Nó giống STB các bạn để ý. STB dạng này. Bứt quá hết vùng kháng cự, thậm chí VBank còn đẹp hơn cái STB Đấy, STB là bứt qua vùng kháng cự trước ngắn thôi Đó, cái giai đoạn này là phá chen từ chen uh, giảm sang chen tăng không STB với form này thì còn khả năng vẫn còn tăng tăng tiếp Đấy, Target lên vùng tầm 3233 nhá Đấy, v, quay trở lại Vbank Vbank thì hôm nay project thành công với khối lượng lớn là cũng được kéo ATC nữa thì nhiều khả năng có thể rung rũ một vài phiên để đi liên tiếp thôi Đó. cái form này các bạn cầm thôi tại sao tôi khuyến nghị mọi người có mbb bởi vì là tôi thấy dạng này uh, tạo lập với đội lái họ gom hàng và họ đánh rất nhanh và đánh toàn những cái cổ phiếu cơ bản thôi ví dụ như kiểu những cái cổ phiếu như kiểu hh đấy thanh khoản nó của nó rất, cũng rất là lớn và nó kéo rất mạnh chứ cho nên các bạn đừng uh, nghĩ là những cái cổ phiếu Phiếu mà nó to quá nó không kéo được ví dụ như kiểu br cũng kéo rất là tốt đúng không? br thanh khoản lớn nhất là upcom kéo rất mạnh Uh, hay bâu chẳng hạn đấy chi chạc như vậy cũng kéo. chứ về form MBB thì tôi thấy nhìn hay hay tôi khuyến nghị mọi người mua. Kỳ vọng về vùng đỉnh cũ đấy, thậm chí là vượt qua cả vùng 25 luôn. Với form này tôi đánh tương đối nhiều lần rồi. Form này thì uh, trước đã đánh với mọi người giai đoạn 2020 2021 đánh con MSN cái giai đoạn này. Và tôi thợ khuyến nghị mọi người công khai con MSN vào thế giới di động trên TikTok ấy. Bảo mọi người hai cổ phiếu này khả năng x đôi trong tương lai và x đôi luôn, đúng không? X đôi luôn giai đoạn này có một video tôi bảo người mới Vcapg và thế giới di động, mới massage nó mới Vcapg cái dạng này, form nó, dòng tiền nó lớn nó vào giai đoạn trước rồi và nó cứ tích lũy một thời gian và đồ vượt đỉnh cũ, Đấy vượt đỉnh trước và đồ cứ tích lũy vượt đỉnh dần, vượt đỉnh dần, vượt đỉnh dần mà sàn có một cơn siêu sóng rất là mạnh, đúng không? Đấy, đây là chia tách rồi mọi người nhé, đây là chia tách rồi, massage và mới Vcapg hai cổ phiếu, bảo mọi người x x đôi giai đoạn mà 2021 chia sẻ mọi người trên tiktok đấy form của uh, uh, MBB tương đối giống của Masan loại này đấy nhá cho nên là hoàn toàn MBB có thể về về đỉnh cũ và mai rất là dễ nổ nhá không phải là tôi uh, mua chọi người trong nhóm mua mà tôi bảo mọi người trên YouTube đây tôi chia sẻ trên này rất là thật tâm chia sẻ mọi người tôi mà có cái vấn đề gì mà hại mọi người thì, thì trời phạt đúng không chia sẻ mọi người thật trên này chia sẻ rất là thật tâm bởi vì đây là chứng khoán này niềm đam mê của tôi mà. Kể cả ít người xem được vài trăm người xem cũng được các bạn thấy. Tôi không cần thiết là phải nhiều người xem, cũng chả cần mọi người lì xì. Mọi người lì xì cũng được, người lì xì vui thì, thì vào nhóm thì còn không thì thôi, có gì đâu. Trên này nó hỏi tôi trả lời hết mà có dần đi gì đâu. Thậm chí kể cả điểm mua. Nhiều nhà đầu tư hay nhiều, nhiều chuyên gia người ta còn ngại trả lời cái vấn đề là 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 điểm mua điểm bán như tôi vẫn đã chia sẻ với này nếu mặc cổ phiếu nào mà mẫu hình dòng tiền đẹp thật thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người luôn trên này luôn tôi cũng chả sợ gì đâu đó đúng, đúng sai thì đấy quan điểm cá nhân chứ có phải là 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 tôi uh, kề dao vào cổ các bạn và tôi bảo mọi người mua hay mọi người bán đâu đúng không đây là quan điểm cá nhân mà đúng không mua bán phải tự chịu trách nhiệm mình lớn rồi cứ cứ phải lúc nào cũng phải người khác nói à đúng không rất là khó hiểu nhiều bạn đánh thắng thì, đấy đánh thắng thì chả cho mình đồng nào thua thì vậy bảo ông này thế lọ thế kia tôi cũng chả hiểu kiểu gì đánh thắng được hàng trăm triệu được tỷ thì bảo mình giỏi đấy, đánh thua xong bảo ông này thế lọ ông này thế kia làm sao mà khuyến nghị mọi người trăm phần trăm được nó cũng phải có mã lô mà lãi cái tôi chia sẻ với mọi người kể cả các bạn trong nhóm trong nhóm chuyên nghiệp tôi chia sẻ luôn cả danh mục chia sẻ với mọi người cũng phải có những lúc cũng lãi lúc lỗ chứ không phải là đánh 100% mà thắng được, 100% mà thắng thì mấy mà triệu tỷ phú đô la chứ đúng không? Nhá, đấy chứ theo quan điểm cá nhân và quan điểm đấy như vậy. Cổ phiếu nào đẹp thì bảo là đẹp, cổ phiếu nào xấu thì bảo là xấu, còn lên hay không thì tùy đội lái cũng như là tùy vào thị trường, nhiều khi nó cũng lừa bỏ bố ra. Ví dụ như kiểu cái B chẳng hạn. Đây, tôi nhìn phân tích mọi cái cái B. Cái phiên này break thành công rất đẹp luôn, dòng tiền vào, cuối cùng kết phiên nó đạp cho quả, giảm tăng có 1,52% và nó bắt đầu là Hồi hôm qua cũng giảm, hôm nay cũng giảm Đấy Có phải cổ phiếu lúc nào phân tích kỹ thuật đẹp nó cũng lên đâu Nhá, Cái B rất, rất là đẹp luôn nhá, vượt mây đỏ các thứ Đàng hoàng, chát giờ, thậm chí còn rất là rất, rất là đẹp nó Có phiên bùng nổ khối lượng lớn Dòng tiền đấy, Dòng tiền thì rất, rất là tốt nhá 1, 2, 3 phiên dòng tiền mà đấy, cái nghĩ phiên ngày 10, 10 tháng 6 tôi nghĩ ngồi phải tăng trần cơ và cuối cùng đấy nó bị nó đạp rụt đầu rụt cổ và biên hồi thì vẫn còn đúng không? thông tin thì rất là nhiều thông tin tốt đối với dòng đầu tư công bởi vì năm nay là năm mà dự kiến là nhiều đơn vị sẽ báo cáo tài chính sẽ cải thiện ví dụ là nhiều những cổ phiếu như VCG, CTD cũng rất là nhiều cổ phiếu là sẽ vào báo cáo tài chính bởi vì năm vừa rồi, không? hai năm vừa rồi nhà nước đầu đẩy mạnh đầu tư công mà đấy cho nên là quan điểm cá nhân nhé quay trở lại dòng banh đi đấy, MVB rất ổn, STB cũng ổn nhá yeah. cái cầm thôi chả việc gì phải sợ cả VB Bank thì test lại có thậm chí các bạn có mua thêm cũng được bởi vì giai đoạn này tôi thấy là bây giờ đội tạo lập bây giờ toán toàn những cái cổ cứng nó quan trọng là có đủ hàng đã đúng không các bạn nhìn bâu ấy, trước khi mà tăng cũng thành uh, thanh quả rất là thấp này thanh quả rất là thấp và đến khi con đủ hàng nó bứt luôn qua luôn tất cả những cái vùng kháng cự mạnh đấy các bạn nhìn, nhìn bâu này đấy trước khi tăng mạnh nhá Thánh quả rất là thấp lo dò, dò nhìn kháng cự này rất là khó vượt đúng không khi nó bứt qua dòng tiền bao nhiêu cái vùng kháng cự chả là cái gì cả nó bứt quá phát một luôn đúng không? và bây giờ nó đang xây lên trên có test lại về vùng vùng điểm mua cho các bạn đâu đó Thế bảo mọi người về quanh quanh vùng này các bạn mua nhưng lúc có test về đây đâu nếu mà bây giờ đang tích lũy chặt này test lại, lại xấu mọi người nhé tích lũy chặt này là phải tích lũy đi lên luôn chứ còn bây giờ tích lũy chặt như này là về test lại 10 10 là xấu nhé tích lũy form như này là đẹp luôn và đi lên luôn có thể là về dung du tích lũy xong bắt đầu kèo với đường máy 10 sát lại thì bắt đầu đánh lên luôn chứ bây giờ đang xây nền như này mà về test máy 10 là gãy đúng không gãy ví dụ mà tăng dựng đứng ngay lên luôn xong rồi test về máy 10 thì điểm mua ngon cũng ổn nó giống như kiểu HNG ấy. ví dụ như kiểu tăng dốc như này về test lại luôn thì ngon còn nếu mà cái kiểu mà đã xây nền rồi là test là gãy nếu mà test lại máy 10 thì lại thành gãy như thấy thì lại xấu mọi người nhá cho nên là xây nền trên là phải tăng lên luôn chứ còn test lại thì lại xấu cho nên bâu cái quan điểm mọi người như vậy. Đấy, trước khi tăng các bạn đừng nghĩ cổ phiếu nào trì rất là nhiều cổ phiếu mà khi mà tạo lập đổ lại gom đủ hàng và đánh kinh năm nay đánh form kiểu khác mà mọi người đây hát, hát này cứ nghĩ là to mới cả thế lọ thế kia nhưng mà nó đánh rất khỏe đây, thanh quản này cứ lò dò lò dò tám trăm nghìn một triệu đến khi họ gom đủ hàng xong rồi nó bắt đầu nó đánh rất kinh đánh rất khỏe và khi mà đánh lên thì rất là nhiều tin tốt đây kiểu như vậy cái lúc uh, tôi nhớ cái giai đoạn mà tôi đã từng khuyến nghị mọi người con hah hát, hát, cái dạng này đúng không giai đoạn này tôi bảo mọi người cầm trung hạn kiểu riêng ăn nhưng mà đấy cũng bị ăn chửi tùm lum từ lưa đấy bảo trung hạn như các ông cứ bảo cầm trung hạn 125 bảo cầm 125 thì có cầm được đâu đúng không xong rồi lại cứ lên ý kiến thế lọ thế kia đấy, bảo cầm trung hạn nhưng mà có cầm đâu Đấy xong rồi lỗ ngắn hạn xong rồi chửi um lên Thôi tốt nhất bây giờ tới tôi sau cái đợt đấy tôi bảo thôi bây giờ tôi chả có khuyến nghị mọi người trung hạn nữa Bây giờ theo ngắn hạn và phân tích với mọi người về cổ phiếu giai đoạn này đang xấu thì bảo là xấu Cổ phiếu giai đoạn ngắn hạn này tốt thì bảo tốt thế thôi Chứ bây giờ bảo các ông cầm trung hạn các ông có cầm quái đâu Xong rồi lỡ lỗ ngắn hạn tí xong rồi cái lên chửi um tỏ Đúng không? Kiểu như vậy Giống như kiểu tôi chia sẻ mọi người nhá hôm nay năm nay thì tôi chia sẻ với mọi người ví dụ như kiểu là dự kiến nhé ci lên 2 x bây giờ đã lên đâu đúng không bây giờ đã lên nó cứ lù sùi 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 nó đã lên đâu Và thậm chí nhá nếu trong kỳ kịch bản tiêu cực nhất thì nó thậm chí nó về test lại vùng 16 sáu điểm nào Xong tôi bảo là trung hạn trong năm nay năm nay còn tận 6 tháng nữa cơ mà mọi người đúng không thì nhiều ông ấy cứ đòi lên luôn Như là cái giai đoạn mà tầm quanh vùng 16 là tôi bảo mọi người CI là lên vùng 2X Thì bây giờ nếu mà các bạn đã cầm ra các bạn hoàn toàn các bạn đang lãi đúng không Nhưng mà hoàn toàn nó có thể kiểu kịch bản nó đã chui trong mây mà mãi nó không biết được lên Nó có thể test lại vùng 16 xong rồi đầu nhịp sau nó mới lên thì sao Nhịp tháng 7 tháng 8 cùng dòng bất động sản nó mới lên Đấy lên vùng 2X Thì chia sẻ mọi người như vậy Hay là như kiểu DG chẳng hạn DG cái giai đoạn mà tôi chia sẻ nó sẽ lên vùng uh, uh, 3X đúng không Đấy, thì tôi chia sẻ với mọi người dạng này Thì nó có phải lên luôn vùng 3x đâu Đó, Nó cứ phải lằng nhằng là nhằng dùng rung rũ chán chê Xong bắt đầu mới lên vùng 3x chứ Chứ có phải là lên luôn vùng 3x đâu Đấy như ví dụ như DG thoi thoải thoái thoải, thoải thì còn lên luôn Nhưng những cái dự ông CII thì ông còn lò dò lò dò còn chán Đó. Đấy ví dụ như DG ít nhiều nó cứ VCB VCB dần dần nó đi lên Thì lên được 3x thậm chí là lên được tận 35 Vùng 35 cơ Đấy, hay là DG đúng không? DG bảo mọi người năm ngoái là lên vùng 2x thì cái giai đoạn này nó cứ chồi sụt chồi sụt cái giai đoạn phân tích youtube nó cứ chồi sụt trồi sụt trồi sụt nó có lên luôn vùng hai x đâu đấy, xong khi đến khi gom đủ hàng vcb gom đủ rồi dòng tiền bứt thoát vào rồi nó chạy một mạch lên hai x luôn đấy, thậm chí lên tận vùng hai mốt hai hai cơ chứ không phải hai x không đấy nó chia sẻ mọi người quan điểm rõ ràng như vậy cho nên đầu tư trung hạn là cái tư duy trung hạn còn đầu tư ngắn hạn thì thôi bây giờ tôi chia sẻ mọi người về vấn đề ngắn hạn thôi chả có việc gì về phân tích và dài hạn làm gì cho đau đầu nên cả ông mua xong rồi các ông mới lỗ tí 10 15 phần trăm thậm chí 5 phần trăm kêu loạn lên thôi bây giờ phân tích ngắn hạn thôi mọi người nhá bao giờ vào trận mua cho cho nó nhanh Ok à, quay trở lại dòng banh đi lên Việt lên Việt cũng đang ổn yeah. nhưng mà cái cổ phiếu này thì tôi đánh tôi tôi không thích giải đoạn này không thích nữa tăng quá sốc rồi oh, tăng quá sốc rồi nhưng mà chọn banh thì thôi bây giờ có khi STB đúng không? MBB, hay là v, VBank dòng tiền mới vào Ông này đang tích chặt quá rồi, gọi là cầm thì được thôi bởi vì chưa vi phạm bất kỳ điều gì. nhá. MSB này cũng được này, cứ cầm thôi. Đang đang đánh trên mây đỏ rồi. OCB cũng được, OCB thậm chí còn đẹp hơn. cứ cầm thôi. Đấy, nhưng mà cái kiểu mà bứt nền như kiểu MVP thì nó hay hơn, nó an toàn hơn, nó bứt nền kiểu như MVP hay hơn và an toàn hơn MSCD phân kỳ dương. Đấy. OCB thì nó đang đang tích nền trên, Đấy, tích nền trên, ổn, ừ, nói chung là cũng ổn. OCB thì khả năng là sẽ về vùng đỉnh trung hạn đấy, nhá, về vùng đỉnh trung hạn. để xem cái này chắc tuần chưa nào? chắc tuần thì cũng đang treo cổ. nói chung là cổ phiếu như OCB này cũng đang rất là ổn, giữ thì được, nhá, giữ được. đấy, OK, xong dòng banh đi, đang dòng uh, chứng khoán nhá, VCI. Đấy. VCI đấy, Hôm qua chia sẻ mọi người về điểm mua có về đâu Không đấy Dòng tiền nó vào rồi chứ đánh kinh lắm Có khi mai tăng tiếp đấy VCI Nó vừa break thành công rồi mà. Đấy Hôm qua chia sẻ mọi người là về quanh quanh vùng này Nó hôm nay về đâu Tôi chỉ thấy canh canh nó về nó Chả về Hôm nay chỉ có giảm như có một hơn một, hơn một phần trăm thì phải về vùng 50 50 bắt đầu là bật hồi luôn đấy, hôm nay dòng chứng khoán thì cũng hút tiền rất tốt đấy, mấy cổ phiếu như chứng khoán nhỏ như AAS này tăng rất tốt này, break thành công này. AAS hôm nay dòng tiền cũng vào tương đối tốt. Đấy, nếu mà những cái cổ phiếu như này mà về quanh quanh vùng này thì các bạn mua được. Không biết có về không? Đấy, thành công, dòng tiền lớn vào như này, AAS thì thường sẽ về lại cái vùng tầm 950 nhá. AAS tương đối thành công đấy. Mây gặp cả kháng cự này thì có khả có khả năng ngày mai có thể điều chỉnh một chút đấy. về vùng mây đỏ là các bạn mua được. Đấy, về quanh quanh vùng 860 chẳng hạn đấy là mua được. AS Project rất là thành công đấy. Đấy, có dòng tiền lớn vào nhé dòng tiền tốt vào Đấy, IS form cũng được ông VIG thì ông trần cứng từ sáng Đấy, VIG thanh khoản cũng lớn cải thiện gần 3 triệu cổ phiếu vượt trội luôn thanh khoản vượt trội luôn Đấy, lại còn kiểu trần cứng từ sáng thì cũng rất là tiềm năng khả năng là có tầm khả năng là lên được biết đâu về mạnh đấy về về mạnh người đấy nhá vg biết đâu về được vĩnh mạnh 10 form này cũng thuộc vào vòng gãy đèn rũ này khả năng có thể về 10 VG, tăng trần với thanh khoản lớn chứng khoán thì kênh trên là vẫn là MBS mọi người nhé chứng khoán kênh trên vẫn là MBS này CTS Đấy, CTS Đấy. kênh trên là vẫn là những cái cổ phiếu này bởi vì là nó uh, vượt đỉnh thôi. đúng không? vượt đỉnh cho nên là nó là kênh trên vượt đỉnh thì chẳng còn kháng cự nào cả về phân tích kỹ thuật thì đang rất là đẹp chưa có nến đảo chiều hay gì cả nhá đang rất là đẹp MBS nó cứ tích chặt như này nữa nó nếu mà các bạn nhìn sang bất động sản thì có con đạt phương nhé đạt phương nhìn form này cũng rất là dễ tăng trong ngày mai nó tích càng chặt đấy mọi người càng càng chặt thì nó bứt nền thì khả năng sẽ vào nhiều tăng tiếp đấy đạt phương của dòng bất động sản tôi thấy ra đánh giá cũng tương đối đẹp về xét về mặt phân tích kỹ thuật tích rất chặt và thuộc dạng kênh trên của dòng bất động sản đấy cái nhịp này nó tăng từ biên này lên trên này tương đối nhiều phần trăm nhưng mà uh, Bollinger đang bo trên đỉnh có khi nó tăng có nhịp rất là dễ sẽ bứt thoát thôi đạt phương đấy, thì nó phải ít nhất nó phải tạo phân kỳ âm nó cắt lên chẳng hạn đấy xong bắt đầu tạo phân kỳ âm form này thường là đánh liên tiếp nhá đấy chứng khoán SSI hôm nay cũng được SSI hôm nay tăng 2,23% dòng tiền hôm nay dòng tiền hút vào chứng khoán tương đối tốt vnd vnd thì form này vẫn đang form yếu và xấu nhé mọi người nhé ssi thì còn được ssi vượt qua mấy mười và đang bắt đầu đang xử lý cản rồi xử lý cản một vài phiên thì có thể đi lên tiếp có con uh, vci là break thành công nhất đúng không? thành công thì vẫn đang xử lý cản một nhịp thôi đó, xử lý cản tầm một hai nhịp và thường xét về kỹ thuật thì chỉ chỉ, chỉ nên xử lý cản một hai nhịp rồi bắt đầu đi lên thôi đối với dòng chứng khoán Đấy, chứng khoán thì có mấy cụ chứng khoán nhỏ nó tăng tốt SBS này cũng tăng tốt Đấy, break dòng tiền cũng tốt nhưng mà con này không đẹp đạt bằng AS rồi AS đẹp hơn à, AS là vượt mây hẳn một đoạn rồi. và Bollinger là có kiểu bo lại và mở bên tăng luôn nhưng AS đẹp hơn thế nếu mà xét về loại còn gọi là chứng khoán loại hai Ok, à, các bạn muốn hỏi mấy anh nào bình luận về dưới nhé rồi banh trứng rồi thép đi, hoa sen, đấy. hoa sen thì hôm nay nên rút chân rất là tốt, kết phiên đóng giá cao nhất, không? ổn, chưa vi phạm bất kỳ điều gì cả và vừa đã đã vượt đỉnh trung hạn rồi, đây đỉnh trung hạn nó đã vượt qua rồi mọi người nhá và rất là thành công, vượt qua thành công rồi bây giờ đang xây nền trên đỉnh trung hạn thôi, giai đoạn này thì khả năng hoa sen nó cứ rung lắc một hai nhịp một hai nhịp thôi, nhá, đấy thì cứ xây nền chắc chắc rồi đã đi lên tiếp thôi, nhá, hoa sen. Đấy, break thành công rồi, như này gọi break thành công rồi đang xây lên trên rồi nhá. Đấy. Nam kim, Đấy, nam kim thì cũng đang uh, xử lý cả. Đâu. Có khi là mai nam kim chạy tốt hơn hoa sen, Đâu. nhưng mà hai con này thì cảm giác là cùng đội lái, hai con này cùng đội lái. Nhưng mà hôm trước tôi có chia sẻ với mọi người là cái giai đoạn mà lúc con nam kim mà test cung đẹp, tôi bảo mọi người là ưu tiên hoa, uh, hoa sen hơn. Vì Hoa Sen test thành công 20 cũng như là có những cái bộ lên ba lính ngữ lâm đẹp á Dòng tiền nó cũng mạnh mẽ hơn vì có một phiên mà 31 triệu cổ phiếu được vào. Đấy thì Hoa Sen thì sẽ ưu tiên hơn Nam Kim. Thì Hoa Sen cũng là một trong những cổ phiếu là của dòng thép uh, break uh, thành công đúng không? Hoa Sen, uh, Nam Kim thì chưa vượt cho mọi người nhé Nam Kim chưa vượt. Nam Kim chỉ có thời điểm vượt thôi còn bây giờ vẫn đang đóng đóng giá dưới dưới đỉnh trung hạn. VGS con này cũng khỏe đẹp đang leo trên nói chung dòng thép thì tôi đánh giá khá là ổn mc cũng con con này cũng break thành công xây nền đích chặt mc thì form nhìn hay đúng không giống như của của đạt phương đạt phương như này trong người thường nếu mà chuẩn bài thì ngày mai lổ luôn nếu mà con đạt phương nếu mà chuẩn bài thì mai lổ luôn tăng mạnh luôn chắc giờ chắc ngày đang rất đẹp ngày mai con này rất là dễ nổ luôn Thế, xét về mặt phân tích kỹ thuật nhé còn để mai tình hình để xem như nào đạt phương ngày mai dễ nổ lắm dòng tiền đẹp tích lũy chặt và có xu hướng bứt thoát cái kiểu như này rất dễ tăng hòa phát hòa phát đấy hôm nay cũng có một phiên ổn ừ. bốn giờ bò lại có đây thì xu hướng trung hạn vẫn ổn mà mọi người xu hướng trung hạn của hòa phát tôi, tôi dự kiến với mọi người là khả năng về được lại cái vùng tầm 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 ba mươi mười trong vùng 35 trong năm nay hòa phát đấy nhá nói chung là cứ cầm thôi nhưng mà không đẹp được còn hoa sen nam kim có gì nó trong vn 30 cũng hơi nặng đúng không? hoa sen nam kim thì ngoài vn 30 thì ra nó, nó, nó nhẹ hơn nó nhẹ hơn và cũng dòng tiền nó cũng khỏe chứ không phải yếu hoa sen này dòng tiền nó khỏe Break thành công ông nào break thành công trước thì ông này kênh trên ông nào chưa break thì ông là kênh dưới thì tạm thời hoa sen vẫn đang là kênh trên đúng không Nam Kim Hòa Phát gọi kênh dưới đi. Đấy, FMC kênh trên, Đấy, FMC thành công gọi kênh trên. những như dòng chứng khoán thì như kiểu là CTS nó FTS này là kênh trên, VND SSI kênh dưới, Đấy kiểu như vậy. Rồi, bank chứng tiếp bất động sản. Bất động sản thì vẫn đang thuộc kênh dưới của thị trường, đó. bởi vì đánh dưới 20 này. Mà hôm nay có phiên test công đảo chiều khá tốt, khối lượng thấp, Ngày mai bứt qua 120 là dòng tiền vào DG. DG. Đấy, DG cũng vậy, DG thì hôm nay còn bộ lến còn đẹp hơn. DG hôm nay bộ lến đẹp hơn DG, đấy, tăng tốt, viên tốt được mô hình hai đáy đi lên. Thì khả năng vượt qua 120 thì bước vào cái nhịp tăng thôi nhá, DG. Đấy, vượt qua 120 là dòng tiền vào đấy. Ngày mai vượt qua 120 có khi nổ luôn đấy, tăng tốt Sell cũng vậy đang bowling đang bó rất chặt và viên đang vượt qua một nghìn ba như thế này thì tôi nghĩ là có thể là bất động sản sẽ có nhiều hồi kỹ thuật đúng không có nhiều hồi kỹ thuật chứ trả cổ phiếu là xấu mãi cả nhá đấy hôm nay thì để xem chat giờ xem nào chat cũng vượt mấy rồi đấy dg xem nào thì sẽ dg dg thì có vẻ là có vượt mấy đẹp hơn rồi, này còn có lên đảo chiều đấy dg ngày mai nếu mà nổ thì luồng ngày mai nổ bất động sản ngày mai một phiên test cung đảo chiều khối lượng thấp luôn cái là bây giờ gọi là cạn kiệt đây bây giờ gọi là cạn kiệt khối lượng đấy bây giờ là cung nhiều hơn cầu rồi đó cung nhiều hơn cầu rồi. à cầu nhiều hơn cung cầu nhiều hơn cung nghĩa là cái lượng nhà đầu tư bán ra không còn bây giờ là lượng nó mua vào nhiều hơn đấy, khối lượng thấp nhá mọi người thấp hơn hai phiên giảm đỏ luôn mà lại tăng lại biên lớn hơn Đấy còn một phiên test cung đảo chiều thường ngày mai tăng tiếp còn về đấy gọi là về bộ nến nhá xét về bộ nến còn về phân tích kỹ thuật đang dưới mấy mươi thì vẫn chưa gọi là đẹp lắm phải đánh trên mấy mươi cơ mà trên mấy mươi dòng ngày mai dòng tiền nó sẽ vào con uh, DG. phát đạt phát đạt thì vdr phát đạt thì thì thuộc dạng cũng đẹp đúng không bốn giờ đẹp lại vượt mấy mươi cho nên mà bất động sản mà tăng thì phát đạt cũng rất là dễ tăng nhá bất động sản mà tăng thì phát đạt cũng dễ, dễ tăng tch tsh thì vẫn đang neo như này nhưng mà đang tích lên trên mà bắt đầu xu hướng kéo xuống lên dưới rồi thì tôi thường tôi không thích lắm đấy, nhưng cái đạt phương thì hay hơn nhá đạt phương thì nó lại thuộc vào kênh trên hơn so với tsh tsh là đang suy yếu đạt phương là nó kiểu tích lũy lên trên và xu hướng là bứt thoát chứ không phải là xu hướng gãy như kiểu ông có thể là xảy ra vấn đề gãy như của tsh đạt phương thì nó là thuộc vào dạng gọi kênh trên và đẹp hơn phân tích kỹ thuật nó đẹp hơn đấy NTN cũng được đấy Nam Long Nam Long thì hôm nay ông mở ATO cũng tăng đến kinh mà. hôm nay tăng có 1,16 phần trăm thôi gặp kháng cự trước này đấy Ngọc kháng cự trước nói chung là Nam Long cái form này cũng chưa được, được, tích cực cho lắm SSC rồi Ồ, thường nó về về test lại cái nhịp trước một chút KBC Đấy, thế cùng cũng được nói chung cứ cầm thôi mọi người tôi nghĩ là những cái cổ như này cứ cầm dần dần nó sẽ thị trường chung tốt thì cổ nào nó cũng lên thôi tôi nghĩ ngày mai có thể là bất động sản chạy đấy bởi vì là tôi thấy hôm nay nhiều phiên nhiều cổ phiếu có nên đảo chiều và test cung đảo chiều đẹp khối lượng thấp đấy đấy nó nó giống như giai đoạn mà lúc mà lowland trước khi mà lổ trần ấy. không biết là có lổ trần được giống giai đoạn lowland của giai đoạn đoạn này không đây cái giai đoạn này này mọi người Đấy, đang tích lũy cho ba ba cây nến đỏ này ba cây nến đỏ cái giai đoạn mà 20 tháng 3 ấy, bởi vì Bollinger bo lại cho nên tôi tôi các bạn nhìn hơi khó này một hai ba phiên này và khối lượng cực thấp luôn nhá, mọi người nhé và vào cái phiên ngày 23 tháng 3 năm 2023 là có một phiên tết cung đảo chiều khối lượng cực thấp là 0,45 phần trăm tăng điểm mọi người nhé thì hôm sau lổ trần luôn Đấy, hôm sau lổ trần tất nhiên Lopelian nó đẹp hơn cái giai, giai, đoạn này bởi vì là Bollinger đang bo rất là chặt và test cung đảo chiều và đánh trên máy 10 thì thì hôm sau lổ thì đẹp đó hôm, hôm, sau lổ phiên 30 triệu cổ luôn đấy đang thanh khoản đang 3,5 triệu cổ phiếu hôm, hôm sau lổ trần luôn 30 triệu cổ tăng 6,73 luôn đấy cái giai đoạn này nó gọi là Bollinger bo lại và test cung đảo chiều có lượng thấp ấy, thì thường là xu hướng nó đi lên và quan trọng nhất là nó xây được cái vùng nền tích lũy rất là chặt rồi đó giai đoạn này bất động sản tôi thấy cũng như vậy khối lượng rất thấp mọi người ạ Đấy, Loverland dạng này thì không đèo được bằng dạng kia rồi Dạng này Bollinger thì nó không phải bo quá chặt Và cũng như là đang xây lùi lên trên Tự dưng lại cái gồm phiên ngày 11 tháng 6 thì Sẽ phải đánh lại tương đối Mất thời gian đúng không Mất thời gian Nếu mà mai bất động sản nổ thì có khi là Loverland thì cũng lên được lại cái Vùng tích lũy lên uh, kênh trên Lên trên thì lại lấy lại được xu hướng Nhá yeah, Loverland nếu có giống thì chỉ có giống của, của ông DG nhưng mà DG thì form này cũng chưa phải vọt đẹp bởi vì Bollinger phải bo cơ nhá bo bo lại cơ nó phải luôn như lô em dạy này Bollinger phải bo thắt cơ Đấy, rồi, các bạn nhìn này bo, phải bo thắt nhé này Bollinger phải bo thắt và đang xây lên trên nhé lại còn vượt qua mấy mươi cái khối lượng siêu thấp này Đúng không? đùng một phát rồi phiên 30 triệu cổ hôm trước đang giao dịch 3, 3 triệu cổ hôm sau 30 triệu cổ luôn và tăng trần hai phiên kia tiếp luôn và bước luôn vào cái đợt, đợt, sóng tăng luôn bước luôn được sóng tăng luôn đấy đấy là những cái form mà truyền thống mà tôi đã chia sẻ với mọi người là Bollinger bo lại và xây nền trên có phiên những test cung đảo chiều đấy phiên này cũng gọi là đấy nhưng đây không phải test test cung đảo chiều mà đây là một bộ lến gọi là em bé bị bỏ rơi nhé đây này giảm này đấy, đấy em bé bị bỏ rơi và tăng luôn đấy, dạng này là lô lên tại này trong nhóm cũng ăn được lowland lên bốn mươi phần trăm đúng không bốn mươi anh vũ cho mọi người mua ok thì này bất động sản tôi nghĩ là khoảng tầm tháng 7 dễ vào sóng của nó. Còn nhịp này thì tôi đánh giá vẫn là nhịp hồi kỹ thuật nhá nhịp hồi kỹ thuật. Ok, à, nếu mà trần thì có khi đạt phương dễ trần hơn. Bất động sản mai nổ có khi đạt phương dễ nổ. Thì pho này kiểu kênh chê nó càng kéo càng mạnh, nó hay với với lại là nó hay có kiểu nước rút ấy. đấy nhá Ok, banh trứng thép đầu tư công đi, đầu tư công, nói chung là cầm được chứ chưa, chưa có gì đột phá những cái b thì đánh hơi hơi khó hiểu hơi khó chịu đúng đấy các bạn thấy không phân tích kỹ thuật rất đẹp nhưng mà chưa chắc đã lên dòng tiền vào đẹp nhá dòng tiền này hai phiên dòng tiền vào rất đẹp tưởng cứ tưởng là cái phiên ngày mùng 16 lổ trần đấy có lúc lên tận hai ba chín năm break hết tất cả rồi mà cuối cùng lại bị đạp ngược lại đấy. và thậm chí là còn giảm hai phiên liên tiếp cơ nhưng mà may hôm nay vẫn còn giữ được trên mấy mươi chui trong mây đỏ à, vcg Nói chung là đội này thì đang như bất động sản Được tích cực hơn là anh đánh trên máy 10 BCG HHV Đấy, lại đánh trên máy 10 Chứ còn đâu là ông các ông khác chẳng khác gì bất động sản Chắc là cũng chạy tháng 7, tháng 8 Rồi, sang mấy dòng như kiểu DCM, DBM thì vẫn ổn Nhá, đấy, DCM, DBM thì vẫn ổn Chưa có vi phạm gì cả HAH ổn đấy hát, hát qua bảo người canh người mua nhưng có giảm đâu đấy, VOS thì giảm rồi treo cổ BBT nói chung yếu Ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn muốn hỏi mã ngành nào à dầu nhỉ dầu khí nhiều bạn hỏi dầu BR chúng ổn thường sẽ còn nhịp tăng nữa mọi người nhá BVC rất là đẹp nó giá dầu thế giới các bạn nhìn giá dầu thế giới đang tăng rất tốt đấy, đấy chat dầu này LCO này đang có vượt qua 120 rồi đấy thì cứ xử lý cản một vài nhịp và giá dầu lên trước tôi cũng không hiểu tại sao cái giai đoạn trước giá dầu nó giảm mạnh đấy thậm chí là còn có cả người phiên giảm rất sâu như này thì dầu lại tăng tốt thì blx hay là br tăng rất là mạnh đến khi dầu tăng như này thì lại tôi thấy là tăng liều tiều hơn đúng không đấy, hơi khó hiểu Đại này thì giá dầu lại không theo là đà tăng lắm bbc đang rất là đẹp đấy, br BVS thì cũng vượt mai 20 rồi Ok các bạn muốn hỏi mang ngành nào thì các bạn bình luận phía dưới nhé Tôi sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người Các bạn muốn tham gia dung khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên Các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên các bạn muốn tham gia dung khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên Cũng như là tham gia khóa học phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền Các bạn lì xì 5 triệu trở lên Ok, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và những cái cổ phiếu của các bạn tăng thật là mạnh mẽ trong ngày mai. Đó, hôm nay rất là vui khi vì anh mất, vì anh Nick đã vượt qua vùng 1.300 điểm rồi. rồi. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.